mỗi ngày. Cánh gà áo một lớp bột giòn tan, bên trong mềm mọng, thơm mùi lá chanh và ớt sừng. Ngoài giòn rụm, trong mềm thơm với cánh gà chiên lá chanh. Mừng gặp lại các bạn trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nấu chuẩn ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay có vẻ bữa tiệc gia đình hơi đơn giản. Rất là dễ làm. Dạ, chỉ có cánh gà với lại lá chanh là món gì cô? Thì cánh gà, chiên, lá chanh. Rất là đơn giản để ra một cái món ăn, nhưng mà nghe thật là hấp dẫn. Thứ nhất á, là em đang có nhu cầu ăn rất nhiều gà, tại vì đó là một cái lượng đạm, đạm này thì không có quá nhiều dầu mỡ nên rất hợp để mà mình tập để mình xây dựng cơ. Đúng đó. Cô đã chuẩn bị cho em cái gia vị mà em rất thích, đó là lá chanh. Dạ. Rồi em lấy bốn lá em bằng nhỏ cho cô. Cánh gà sau khi mua về chúng ta sẽ rửa sạch. Đối với lại cái phần mà cái tỏi của cái cánh á, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ dùng dao hoặc kéo, chúng ta sẽ khứa hoặc là nhấp nó ra cho nó mỏng một chút. Chúng ta sẽ khứa khứa mỏng để cho nó mỏng bớt như thế này, chút mình chiên sẽ không mất nhiều thời gian, với lại gia vị á, nó sẽ thấm vào trong cái miếng thịt này nhiều hơn. Lá chanh sắc sợi đó để trang trí. Còn bây giờ thì em sẽ băm. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong cái tô để mình ướp gia vị. Chúng ta sẽ ướp vào trong cánh gà này một muỗng cà phê lá chanh băm, nửa muỗng canh ớt sừng băm. Chúng ta nên tẩm thêm ớt băm và lá chanh băm để cánh gà thơm mùi đặc trưng nhé. Bây giờ thì Tuấn giúp cô tiếp là mình sẽ bắt lên trên bếp một cái chảo dầu. Dạ. Tiếp tục cho vào đây gia vị nêm sẵn Aziquid bột tẩm khô chiên giòn. Mình sẽ cho một gói bột vô lên đây. Rất là tiện dụng khi mình sử dụng bột này, vì mình không có đắn đo là phải thêm mỗi loại gia vị bao nhiêu, đúng không? Dạ. Có gia vị sẵn rồi, rất là vừa ăn. Trước khi mình chiên gà thì chúng ta sẽ chiên lá chanh trước nha các bạn. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lau khô lá chanh nha, thì nó sẽ dễ bị dằn vặt. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chiên lá chanh trước khi chiên cánh gà để dầu thơm, thì khi đó món ăn sẽ ngon hơn. Chỉ chiên vậy thôi, sau đó thì mình sẽ vớt ra. Tiếp tục chúng ta sẽ cho cánh gà vào chiên nha. Cái cánh tỏi gà mình sẽ cho vô chiên trước. Bởi vì cái đó là cái phần lâu chín nhất. Đúng rồi, nó hơi lâu chín hơn. Rồi, giờ cô sẽ cho cái phần cánh vô. Đối với ăn này thì thời gian chiên rất nhanh, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cánh gà công nghiệp cũng sẽ phù hợp hơn. Dạ, đó rất là nhanh chóng, nó cái màu vàng nè. Với Aziquid bột tẩm khô chiên giòn là nó vừa vị luôn. Đúng rồi. Mà nó lại vừa ra màu đẹp nữa. Đúng rồi, bởi vì nó có gia vị sẵn ở trong đó rồi, cho nên mình chiên nó lên màu rất là đẹp. Với món ăn này thì lần đầu tiên chúng ta chiên là chúng ta chiên chín tới màu vàng sáng và nâu nâu thôi thì mình vớt ra. Chúng ta nên chiên hai lần để giữ độ giòn cho món ăn. Lần hai này thì mình sẽ chiên lửa lớn cô ha, và chiên rất nhanh cô ha. Đúng rồi, mình chiên nhanh thôi. Dạ. Đó, như vậy này được rồi nè, cô vớt ra nè, thấy chưa? Nè, em thấy những cái này bắt đầu vàng. Rồi, đúng rồi, con nào thấy chín vàng màu đẹp rồi thì mình sẽ vớt ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra món ha. Rất là đơn giản, chúng ta sẽ đặt những cái cánh gà lên. Và mấy món này là món chiên cho nên là mình ăn kèm thì mình sẽ ăn với lại các loại rau tươi như là cà chua nè, rau mầm nè. Mình sẽ trang trí lên đây lá chanh nữa. Mình đã chiên á, sẽ rắc thêm lên trên này một ít cái lá chanh, cắt sợi, ớt sừng băm. Mình sẽ chấm với sốt mayonnaise aji mayo vị ngọt dịu. Như vậy là mình có một cái món chiên rồi nè. Em nghĩ là mình phải cần thêm những cái món như ví dụ như là nước nè, để mình làm cho cái bữa ăn mình nó hoàn chỉnh hơn. Cô nghĩ ra ngay luôn đó Tuấn. Chúng ta sẽ ăn kèm món này cùng với canh bí đỏ hạnh nhân nhé các bạn. Cùng với chút bèo béo của mayonnaise. Cắn là mê, ăn là nghiền.